Chắc bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông chia sẻ về thai giáo. Chắc cũng sẽ không tìm được người thứ hai ở Việt Nam. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh YouTube của Mami Baby, thì mình xin được tự giới thiệu. Mình là Thắng, là tác giả của app Mami Baby. Thông qua kênh YouTube này, mình sẽ chia sẻ lại hành trình thai giáo và nuôi dạy bé heo của hai vợ chồng nhà mình. Chắc bạn sẽ rất là tò mò khi biết là một ông bố mà chia sẻ về thai giáo thì sẽ như thế nào, đúng không? Trong số đầu tiên này thì mình sẽ nói về thai giáo là gì và tác dụng của thai giáo đối với cả mẹ bầu và em bé. Hãy cùng bắt đầu nhé. Khi làm những số đầu tiên này thì mình hy vọng chia sẻ của mình sẽ mang lại những góc nhìn mới lạ hơn cho các mẹ về thai giáo. Mình không phải là một chuyên gia về thai giáo, cũng không phải là một chuyên gia về giáo dục sớm, và lại càng không phải là bác sĩ. Trước khi đến với thai giáo thì mình là phó giám đốc tại một công ty phần mềm. Mình chỉ nghe nói về thai giáo kể từ khi mà vợ mình mang bầu. Đợt ấy thì mình thấy vợ mình hay lên mạng bật nhạc giao hưởng cho con nghe. Lúc đó là lần đầu tiên mà mình biết đến cái khái niệm về thai giáo. Lúc đó thực sự mình vẫn chưa biết thai giáo là gì đâu. Mình có mang cái thắc mắc này đi hỏi mẹ mình. Mẹ mình chắc chắn thì cũng không biết là thai giáo là gì, còn bảo mình là cứ vẽ chuyện. Ngày xưa thì có thai giáo gì đâu, mà bây giờ vẫn đầy giáo sư rồi tiến sĩ, con sinh ra vẫn cao 1m8, có thua ai đâu, cần gì phải thai giáo. Sau đó thì mình cũng có mang cái thắc mắc này đến hỏi chị sếp ở công ty. Thì mặc dù là chị có 2 con rồi, nhưng mà sếp mình cũng không để ý thai giáo là gì, và có lẽ là do bận quá. Mình có hỏi thêm một vài đồng nghiệp, cũng thực sự cũng không có mấy người quan tâm và hiểu về thai giáo. Sau khi mà tìm hiểu trên mạng thì mình thấy có quá nhiều định nghĩa về thai giáo, đọc xong rất là khó hiểu, và lúc hiểu xong thì cũng không biết là nên bắt đầu như thế nào. Nếu như bạn cũng có những thắc mắc giống như mình, cũng không biết nên hiểu thai giáo như thế nào và không biết bắt đầu như thế nào, thì chúc mừng là bạn đã đến đúng chỗ. Theo mình thì bạn hãy hình dung một cách đơn giản là thai giáo là các hoạt động để giúp cho thai nhi phát triển tốt ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Thai giáo thì được xuất phát từ một nghiên cứu tại Trung Quốc. Thì từ thai treo, nghĩa là thai giáo trong tiếng Trung. Theo đó thì thai sẽ phát triển tốt hơn cả về thể chất và tinh thần, trí tuệ nếu như mẹ áp dụng các hoạt động thai giáo. Vậy ngày xưa thì các cụ có thai giáo cho con không, mà sau này con vẫn thành giáo sư tiến sĩ, vẫn cao 1m8 như lời mẹ mình nói? Thực ra thì các cụ ngày xưa thì vẫn thai giáo nhưng mà không biết đấy thôi. Bởi vì là thai giáo có hình thức trực tiếp, ví dụ như là xoa bụng, nghe nhạc, nói chuyện, và có cả hình thức gián tiếp là thai giáo tinh thần, thai giáo dinh dưỡng. Có thể ngày xưa thì các cụ không làm nhiều về thai giáo trực tiếp, nhưng lại thai giáo gián tiếp rất là tốt. Các cái khái niệm này thì bạn chưa cần phải để ý vội đâu ạ. Dần dần mình sẽ giúp các bạn làm quen. Chỉ cần bạn nhớ đơn giản là thai giáo là các hoạt động để giúp cho thai nhi phát triển tốt. Nên ngắn gọn như vậy để cho dễ hiểu được không ạ? Tiếp theo thì mẹ và bé sẽ nhận được những lợi ích gì khi thai giáo? Nếu nói về lợi ích của thai giáo là 10 phần thì bé hưởng 5 phần thì mẹ cũng sẽ hưởng 5 phần. Trước hết là lợi ích cho mẹ. Khi mà thai giáo thì mẹ sẽ có một cái sự thoải mái về tinh thần và tránh các cái cảm xúc tiêu cực. Tiếp theo là cải thiện được sức khỏe, hạn chế được tình trạng ốm nghén, giúp mẹ dễ sinh do có một cái thai kỳ lành mạnh. Về lợi ích cho bé thì các mẹ cũng sẽ thấy là đầu tiên là về phát triển trí tuệ, IQ và giúp bé thông minh, giúp bé phát triển về thể chất khỏe mạnh và cứng cáp khi ra đời. Thai giáo còn giúp bé phát triển về khả năng ngôn ngữ và năng khiếu nghệ thuật sau này. Để minh chứng cho tác dụng của thai giáo, mình sẽ lấy 2 ví dụ, một người của quá khứ và một người của hiện tại. Trường hợp thứ nhất là về giáo sư Trần Văn Khê, là một thiên tài âm nhạc và một nhà nghiên cứu văn hóa âm nhạc cổ truyền của Việt Nam. Sau này khi mà nghiên cứu ra thì ông mới nhận ra rằng là mình đã được mẹ và người thân trong gia đình thai giáo ngay từ những ngày còn trong bụng mẹ. Đây là trường hợp mà điển hình mà ngày xưa mà các cụ thai giáo mà không biết, do chưa có khái niệm thai giáo ở thời đó. Để mình kể cho các bạn nghe câu chuyện về giáo sư Trần Văn Khê. Khi mang thai thì mẹ của giáo sư Trần Văn Khê sống tại nhà và phía sau có một cái lò lợn. Lúc hàng xóm mổ lợn thì bà thường xuyên là bị thức giấc vì tiếng lợn kêu và rất là khó để mà ngủ trở lại. Về sau thì bà có chuyển đến sống tại một khu vườn yên tĩnh của gia đình. Điều này giúp cho không gian nghỉ ngơi của mẹ giáo sư và trở nên rất là yên tĩnh và thanh lành hơn. Đây chính là một hình thức về thay giáo cảm xúc, chuẩn bị nơi ở gọn gàng, sạch sẽ, lý tưởng nhất cho người mẹ.
Nhờ đó mà cả mẹ và thai nhi đều có những cái trải nghiệm rất là dễ chịu trong thai kỳ. Ngoài ra thì cộng năm của giáo sư còn thay giáo bằng âm nhạc, khi thường xuyên mang sáo đến thổi những bản nhạc cổ truyền cho cả hai mẹ con nghe. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là về giáo sư Biết Tuốt Minh Khang. Được mệnh danh là giáo sư Biết Tuốt thì Minh Khang từng khiến cho MC Lại Văn Sâm, Quyền Linh, danh hài Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ là bất ngờ với khả năng và sự am hiểu của mình. Bố của Minh Khang thì cho biết là ngày xưa thì vợ chồng đã áp dụng thai giáo ngay từ khi Khang còn trong bụng mẹ. Hàng ngày thì mẹ Khang mang máy nghe nhạc đến cơ quan để ngày nào Khang cũng được nghe nhạc thai giáo. Không chỉ cho con nghe nhạc thai giáo, bố mẹ Minh Khang còn thường xuyên nói chuyện và làm tất cả các hoạt động để có thể là tương tác với con. Mỗi khi thấy con đạp thì bố mẹ Minh Khang lại xoa bụng và cùng con nói chuyện hoặc là ca hát. Bố mẹ Minh Khang thì tin rằng với cái quá trình thai giáo nghiêm túc như vậy thì đã góp phần không nhỏ làm nên một giáo sư Biết Tuốt Minh Khang của ngày hôm nay. Đó là hai ví dụ về sức mạnh của thai giáo. Mình chia sẻ như vậy để các mẹ hiểu về vai trò của thai giáo. Tất nhiên không phải là cứ thai giáo thì con mình sinh ra sẽ thành thiên tài hết. Tuy nhiên nếu như mà không thai giáo thì các mẹ đang bỏ lỡ một cơ hội rất là tốt để giúp cho cả mẹ và bé có một thai kỳ khỏe mạnh. Cơ hội này thì chỉ đến khi mà các mẹ đang mang bầu thôi ạ. Sau này thì sẽ không còn cơ hội này nữa. Nhiều mẹ thì tâm sự với mình rằng họ rất là tiếc nuối khi mà không biết đến được thai giáo sớm hơn. Vậy nên bắt đầu với thai giáo như thế nào? Mình chỉ cần các mẹ để ý 3 điểm thôi. Một là luôn giữ tinh thần thoải mái, tâm trạng tích cực, vì điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến em bé ở trong bụng. Đây là thai giáo gián tiếp, mình sẽ chia sẻ trong các số tới. Thứ hai là mỗi ngày dành ra từ 15 đến 20 phút chọn và làm theo các hoạt động mà đã có sẵn trên app Mommy Baby. App thì đã được lên sẵn các hoạt động về thai giáo theo từng ngày mang thai của mẹ. Và thứ ba là nên bắt đầu thai giáo ngay từ khi mới mang bầu. Việc này không chỉ tốt cho bé mà còn giúp mẹ giảm các triệu chứng khó chịu do nghén ngậm nữa. Nói thêm một chút về app Mommy Baby thì hồi đầu khi mà thấy vợ mình lên YouTube nghe nhạc thai giáo thì mình thấy không được tiện cho lắm, nên đã làm ra app này cho vợ mình dùng. Từ đó đến nay thì Mommy Baby đã giúp hàng chục ngàn mẹ thai giáo thành công. Với Mommy Baby thì mỗi ngày mẹ chỉ cần mở app ra thôi và làm theo các bài tập đã được gợi ý sẵn theo từng ngày mang thai. Để kết lại, mình mong muốn các mẹ sẽ hiểu về thai giáo một cách đơn giản và quan trọng là vai trò của thai giáo. Sẽ rất là tiếc nếu như mà mẹ không thai giáo cho bé, vì thực sự là thai giáo nó rất đơn giản và không mất nhiều thời gian của mẹ như là mẹ tưởng. Chủ yếu là các mẹ đã nhận thức được về vai trò của thai giáo chưa và có muốn dành thời gian cho em bé hay không thôi. Chính mình thì là một người bố, trước đây mình cũng không hiểu nhiều về thai giáo đâu, cũng thực sự là bất ngờ về công dụng của nó. Khi mà mình hiểu ra rồi thì đây thực sự là một may mắn với gia đình mình và mình rất là muốn cảm ơn vợ mình vì đã rủ mình thai giáo cùng khi mà mang bầu. Mình mong rằng với những kinh nghiệm từ hai vợ chồng mình trực tiếp làm ra app Mommy Baby này để dùng cho con mình, nó sẽ rất là khác biệt và thực tế hơn so với những gì mà bạn có thể xem được ở trên mạng. Trong các số sau thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về các hình thức thai giáo mà hai vợ chồng mình đã từng áp dụng. Cảm ơn các bạn.